Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube này. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta sửa được cái lỗi, những cái lỗi trên game hoặc là phần mềm trên máy tính mà các bạn thường gặp phải. Gần như toàn bộ mọi lỗi trên các cái game online, giả sử CF Audition đột kích nhé. Thì cũng nhân tiện đây, bạn nào cần có nhu cầu mà sửa lỗi, những cái lỗi chuyên sâu, các bạn có thể liên hệ bên mình nhận sửa tất cả mọi lỗi trên máy tính nha các bạn. Ok, quay trở lại vấn đề, để chúng ta có thể sửa được những cái dòng lỗi ở trên CF đột kích thì chúng ta sẽ vào một cái trình duyệt. Sau đó thì chúng ta sẽ tải cho mình cái bộ xử lý lỗi game phần mềm này. Đối với cái trường hợp này nó sẽ fix được những cái dòng lỗi nhẹ. Và chúng ta nên kiểm tra xem là ổ C của chúng ta có bị đầy không, những cái ổ cài đặt của chúng ta ấy. Nếu mà nó đầy thì chúng ta nên giải phóng bớt đi, để cái không gian mà cái game đó nó có thể chạy được, nó được thoải mái. Nếu mà nó bị đầy ấy, thì nó sẽ không thể chạy được game. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái từ khóa là sửa lỗi game phần mềm. Sau đó chúng ta sẽ vào trang blog chia sẻ kiến thức, các bạn sẽ vào trang web này để tải cho mình cái bộ công cụ sửa lỗi. Thì ở bên dưới trang nó sẽ có gói chốt sửa lỗi tổng hợp game phần mềm, thì các bạn sẽ ấn vào link download và chúng ta sẽ tải về. Thì trong cái gói này thì nó có cái 7 cái chương trình có thể xử lý các lỗi, thì các bạn sẽ cài 7 cái chương trình đó ra. Dung lượng của nó là 378MB nha các bạn. Sau khi chúng ta đã tải về xong, các bạn sẽ giải nén cái chương trình đó ra. Sau khi đã giải nén thì chúng ta sẽ mở cái tệp đó, và các bạn mở cái tệp nếu như win của chúng ta 32 bit thì chúng ta sẽ mở tệp 32 bit, win của chúng ta 64 bit thì các bạn sẽ mở tệp 64 bit. Bạn nào mà không biết cái hệ thống máy tính của chúng ta đang chạy phiên bản 32 bit hay là 64 bit thì chúng ta sẽ ấn vào GPC, các bạn sẽ ấn vào properties. Ở trong đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy báo 64 bit hoặc là 32 bit thì ở trong cái mục system tip ấy, thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đúng cái phiên bản của chúng ta thôi. Của mình là 64 bit thì mình sẽ vào 64 bit. Sau đó thì chúng ta sẽ cài tất cả những cái chương trình này ra cho mình. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ reset lại máy tính và chúng ta sẽ vào lại game xem còn bị lỗi không nhé các bạn. Ok, clip mình chia sẻ đây thôi. Nếu như chúng ta thấy hoặc là có thắc mắc thì các bạn hãy comment phía bên dưới phần mô tả video để mọi người cùng hỗ trợ lẫn nhau nhé. Hoặc là các bạn nào có nhu cầu sửa lỗi game phần mềm từ sau online, các bạn liên hệ bên mình sửa tất cả các lỗi trên máy tính game phần mềm nhé các bạn. Xin chào lại các bạn trong các clip sau.